Hi, xin chào mọi người, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hiện tại thì mình đang có mặt ở một cái khu vực rừng tràm và nghĩa trang ở gần chùa Đức Sơn, nơi đây cách Lăng Tiêu Trì khoảng một cây số mọi người. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm kiếm và xem thử cái hiện trạng lăng của một vị công chúa. Bà là trưởng nữ của vua Thiệu Trị, cũng là người con đầu của vua Thiệu Trị luôn. Và trong sử sách thì ghi lại bà được hưởng rất là nhiều những cái đặc ân mà hiếm có những cái vị công chúa nào có thể có được những cái điều đó. Thì hôm nay các bạn sẽ cùng mình, chúng ta sẽ cùng tìm kiếm coi thử cái hiện trạng lăng như thế nào, cũng như cuộc đời bà như thế nào và tại sao bà lại có những cái đặc ân như vậy. Bắt đầu nha mọi người. Thì cái hướng này là cái hướng mà đi tới lăng của bà đây mọi người. Khu vực này là một cái rừng tràm cũng khá là lớn. Và mình tiết lộ một cái điều nữa, thì cuộc đời bà được tái hiện trong phim Phường Khẩu qua cái sự hóa thân của diễn viên là Hoàng Vân Anh nữa. Đó, mọi người mà nếu xem Phường Khẩu thì chắc cũng biết đến cái thông tin này. Mình sẽ nói qua một chút thông tin về bà. Thì bà có tên Huy là Nguyễn Phúc Tịnh Hạo. Bà sinh năm Ninh Mạng thứ năm, tức là năm 1824. Bà cũng là trưởng nữ và là con đầu của vua Thiệu Trị. Mà khi lúc đó ông chỉ mới là Trương Khánh Công, chứ ông chưa được lên ngôi. Mẹ của bà là Phụ Thiệp Phạm Thị Hằng. Thì về sau là Hoàng Thái Hậu Tư Dụ đó mọi người. Hoàng nữ Tịnh Hạo thì cũng có một người em gái nữa mà mất sớm. Thì trong sử sách mà ghi lại thì bà công chúa Tịnh Hạo này tuổi còn trẻ mà rất là thông minh, nhàn nhã đoan tịnh, có tình hiếu dễ. Hằng ngày công chúa đều vào hầu tăng tổ mẫu là Nhân Tuyên Hoàng Thái Hậu. Nhân Tuyên Hoàng Thái Hậu là một phi tân của vua Gia Long đó mọi người. Và được bà Nhân Tuyên rất là yêu quý. Và đây là cái khu vực lăng của bà. Mình thấy ở đây xung quanh có rất là nhiều những cái cây. Ngoài những cây tràm ra thì còn có những cây như là cây mít, những cái bụi tre và những cái bụi cỏ. Con đường vào đây thì nếu mà đi vào thì chỉ có đi sát một bên cái bụi thanh phía bên ngoài thôi. Đó. Đó, và đây là cái khu vực trước lăng mọi người. Đây là cái phần cổng lăng. Thì phần cổng lăng thì mình thấy nó tương đối đơn giản, cái kiến trúc tương đối đơn giản. Tuy nhiên nó hơn một số cái lăng khác thì ở đây mình thấy có những cái ốp gạch lên này mọi người. Đấy cũng là một điều đặc biệt. Gạch có hoa văn và màu vàng đỏ. Ở đây thì mình để ý không biết ngày xưa ở đây có hoa văn gì không. Có thể là có hoa văn nha mọi người. Mình thấy cái dấu vết này này. Đó, ở đấy có những cái hoa văn hay sao á. Nhưng mà qua thời gian, qua sự phá hủy của thời tiết, những lần mưa bão thì bây giờ nó đã biến mất. Ở dưới đây thì cũng có ốp những cái miếng gạch này vào. Và mọi người có thể thấy là cái lớp bụi thanh phía bên ngoài này nó rất là cao, cũng tương đối dày nữa, và được lạng một lớp xi măng rất là chắc chắn. Hiện trạng thì vẫn còn gần như là nguyên vẹn. Đó, và bây giờ mình sẽ vào phía bên trong để mọi người xem thử bên trong có những cái gì. Phía trước đây thì có một cái tấm bia đá. Mà lúc mình tìm thì mình không biết trên tấm bia đá này ghi là tên ai và người ở trong lăng là như thế nào. Nên mình cũng nhờ một cụ ở trong Nguyễn Phước Tộc dịch giùm mình những cái chữ này. Và chính nhờ cái cụ mà mình biết được người nằm trong lăng là ai. Thì cũng rất là cảm ơn cụ. Trên cái bia này, những cái trong chữ này thì có nội dung là Diên Phúc Trưởng Công Chúa Hủy Đoan Nhã Chi Tâm. Đó, nên mình mới biết được. Và đằng sau cái tấm bia đá này có một cái bức bình phong. Bức bình phong thì cũng tương đối là cao. Và cái kiến trúc mình thấy phía dưới có một phần chấn đế nữa này. Và khá là nguyên vẹn, tuy màu sắc thì nó cũng xuống cấp khá là nhiều.
Nhưng mà ở trên tấm bình phong này thì mọi người cũng có thể dễ dàng nhìn thấy ở trên đây là có đắp nổi một con lóng mạ. Phía dưới đây thì những cái hoa văn nó không rõ nữa, nhưng mà có thể là lóng mạ đạp hà đồ chẳng hạn. Trên cái con lóng mạ này thì không có hoa văn khảm sanh sử gì cả, mà ở đây thì cái màu thời gian này mọi người, rêu mốc nó bắt đầu mọc lên. Đó, cái bức bình phong là như vậy. Mình tiến vào bên trong một chút thì cái kiến trúc của lăng thì cũng tương đối giống với nhiều cái lăng mộ của triều đại nhà Nguyễn, đó là có hai lớp bụ thành mọi người. Cái bụ thành phía bên ngoài thì nó cao hơn một chút so với cái bụ thành phía bên trong. Và mình thấy bức bụ thành phía bên trong này có những cái ốp gạch này cũng tương đối có hoa văn và cũng là điểm nhấn. Đó, nó đẹp hơn nhiều so với những cái lăng mộ mà mình từng quay đó mọi người. Ở đây thì cũng có những cái ốp như vậy ở trên hai cái cột mà vào phía trong lăng. Trên cái cột này thì những cái kiến trúc này cũng tương đối là đơn giản và giống với nhiều cái lăng mình từng quay. Điều đặc biệt là chỉ có thêm những cái ốp gạch này. Đó, cũng chứng tỏ tại sao bà lại có những cái đặc quyền như vậy. Rồi, đây là vào phía bên trong mọi người. Phía bên trong thì mọi người có thể dễ dàng nhận thấy ở đây có một cái bí đình. Mình thấy bí đình này tương đối là lớn. Lớn nha mọi người. Phía trên mái thì có những cái kiến trúc kiểu hoa văn mấy sóng khá là hướng dạng. Phần mái thì nó cong, nó tạo lên một cái độ cong, mọi người có thể thấy không? Đó. Và mình nhận ra là ở trên cái bí đình này không có hoa văn hay cũng không được ốp gạch gì. Và cũng không có chữ gì cả. Vào phía bên trong một chút thì ở đây trước hương án thì cũng có một cái lư hương rất là nhỏ và cũng có điểm thêm như là gương và dầu thơm. Đây là những cái vật phẩm mà thường là cũng cho những người mà nữ đô mọi người. Đó. Theo như mình tìm hiểu được thì ba được vua cha rất là thương yêu, cũng như là nhân tuyến hoàng thái hậu cực kỳ là sủng ái và thương yêu. Ba có những cái đặc quyền, những cái đặc ân mà vua cha ban cho mà rất hiếm những cái vị công chúa nào hay là những người con nào mà có thể có những được những cái điều đó. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem những cái đặc ấn đó như thế nào nha mọi người. Năm Thiệu Trị thứ 6, năm 1846, vào tháng Giêng, vua cho làm nhà ở ba vương là Vĩnh Ấm, Vĩnh Tú, Vĩnh Lệ để cho các công chúa Tịnh Hảo, Nhàn Yên và Huy Nhu ở. Cũng trong tháng đó, Tịnh Hảo được vua cha gả cho phò mã Đô úy Nguyễn Văn Ninh. Phò mã Ninh nguyên quán ở huyện Bảo Hữu, Vĩnh Long, là con trai của trưởng phụ sự Thái Bảo Hoàng Trung Hầu Nguyễn Văn Trọng. Công chúa Tịnh Hảo sống với chồng rất mực yêu quý và hòa thuận. Cùng tháng tư năm đó, Tịnh Hảo được sách phong làm Diên Phúc Công Chúa. Trong năm đó, chỉ có duy nhất một mình bà được sách phong làm công chúa. Vào năm Thiệu Trị thứ 7, vua cấp thêm lương năm cho công chúa Diên Phúc. Mỗi năm, bà nhận được 600 quan tiền và 300 phương gạo, ngang hàng với 43 thái trưởng công chúa. Lương hàng năm của các công chúa theo lệ là 300 quan tiền và 240 phương gạo. Nhưng công chúa Tịnh Hảo lại được đặc cách như vậy, phần nào thể hiện rõ sự yêu thương của vua cha dành cho bà. Công chúa Diên Phúc mất vào năm Tứ Đức thứ nhất, năm 1847. Sau vua cha không lâu, bà mất khi vừa mới 24 tuổi, được bán thủy là đoán nhà. Sau này khi vua Tứ Đức đi qua nhà cũ, thường thương người chị vắng số và có nhiều bài thơ viễn. Mình thấy cái bí đình này lớn và rất là thoáng, tại vì những cái vòm này nó rất là lớn mọi người, tạo một cái gì đó mà nó không âm u, nó rất là thoáng luôn. Đó, tiếp tục vào. Ở bên đấy thì vẫn có điểm nhấn và những cái gạch ốp này mọi người. Ở đây, đó, ở đây là cái phần mộ của bà. Kiến trúc mình thấy giống nhiều và những cái kiến trúc mình đang quay, hai lớp hình chữ nhật chồng lên nhau.
và diện tích tương đối là lớn. Phía trên mộ thì mình thấy lúc trước có người thăm để mà bỏ những cái bó hoa lên đây. Tuy nhiên bây giờ nó đã bị khô, nó héo rồi mọi người này. Đó, chắc cũng là lâu rồi. Ở đây thì phía sau của lăng là một cái tấm bình phong khác. Tấm bình phong phía sau lăng. Đây mọi người có thể thấy rõ ràng. Ở đây có một cái con phượng hoàng. Một cái phượng hoàng được đắp nổi lên. Phượng hoàng thì trong cái triều đại phong kiến, nó là một cái biểu tượng quyền lực dành cho những người phụ nữ ở trong cung. Đó, giống như là hoàng thái hậu hay thái hậu hay công chúa hoàng hậu là được sử dụng những cái biểu tượng như phượng hoàng, có thể là trên đồ dùng hay trên áo quần, hay là bây giờ trên lăng cũng vậy. Có phượng hoàng này mình thấy không có được khảm sanh sử gì cả, tuy nhiên những cái hoa văn ở đây rất là nhiều, hoa văn mấy sóng vương trong mấy vậy đó. Nếu mà con nguyên tàng thì mình nghĩ con phượng hoàng này cũng tương đối là chi tiết và cũng đẹp. Phía sau thì có một bức bình phong khác. Tuy nhiên mình không thấy hoa văn gì cả. Hoặc có thể nếu mà có thì bây giờ cũng đã xuống cấp bị bóng róc rác. Đó, ở đây thì là khu vực này chỉ có như vậy. Và bây giờ mình cũng sẽ thắp hương cho bà. Rồi, như vậy thì chúng ta cũng đã vừa xem, vừa tìm hiểu về cuộc đời của một vị công chúa. Bà là trưởng nữ cũng như là con trưởng của vua Thiệu Trị. Và tuy bà mất sớm nhưng mọi người cũng có thể thấy là cái hiện trạng lăng mộ của bà rất là bề thế, rất là chắc chắn và còn rất là mới luôn. Kiến trúc của lăng thì có thể ốp thêm những cái viên gạch mà có màu nên cũng tạo thêm một điểm nhấn. Và qua cái lăng mộ cũng như là những cái đặc ân mà dành cho bà lúc bà còn sống thì mình thấy đây xứng đáng là ngôi lăng của vị công chúa mà được vua Thiệu Trị thương nhất. Rồi bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Mọi người nếu thấy hay thì đừng quên like, đăng ký kênh để ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.